Ngay sau khi có chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tái kích hoạt các chốt kiểm dịch trên địa bàn, huyện Tuần Giáo đã tăng cường giám sát chặt chẽ người và phương tiện ra vào địa bàn để phòng chống lây lan dịch COVID-19. Để chủ động triển khai đồng bộ toàn diện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, từ ngày 20 tháng 5, huyện Tuần Giáo đã tái thành lập hai chốt kiểm dịch COVID-19 tại chân đèo Pha Đin, xã Quải Tở và chốt được đặt tại bản chăn xã Quải Nưa với số lượng 43 người tại hai chốt gồm lực lượng công an, y tế, quân sự, thanh tra giao thông. Chốt kiểm dịch hoạt động đến khi có chỉ đạo dừng hoạt động của ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh. Lực lượng kiểm soát các chốt đã chấp hành nghiêm các quy định của Thủ tướng Chính phủ và ngành y tế về phòng chống dịch COVID-19, kiểm tra giám sát chặt chẽ đối với người và phương tiện ra vào địa bàn, lập danh sách người đi từ các tỉnh có dịch để sàng lọc, tổ chức cách ly tại gia đình hoặc cách ly tập trung đối với các trường hợp F1 theo quy định, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người ra vào huyện và đề xuất xử lý đối với các hành vi vi phạm về phòng chống dịch bệnh COVID-19.